Đấy, máy đang còn nguyên khuôn sản xuất ở trong nhà máy ra nhá. Khuôn đang còn không biết là đang sản xuất cái sản phẩm gì này. Đấy, mua thanh lý hết toàn bộ. Bên em vừa mua thanh lý hết toàn bộ nhá. Toàn bộ máy móc ở công ty ra. Đấy, chiều nay là sẽ tháo ra bán đồ tất cả các loại cho bác nhá, cho các bác nhá. Từ xi lanh chạm nguồn này, motor thủy lực này, khung ép này, tủ điện này, kính thư các thể loại. Đấy, tủ điện còn khá đầy đủ các bác nhá. Tủ điện này đầy đủ hết, chưa bị tháo gỡ gì, chạm nguồn này. Các loại máy móc này, các loại đồ này, xi lanh loại này là T25 các bác nhá. T25 vỏ ngoài 60, hành trình của nó là 150 này. Khung ép này, các loại móng càng này, van điện này, các loại các bác máy móc ngành nhựa hoặc các bác cơ khí chế tạo có nhu cầu về bất cứ về món đồ nào thì bên em sẽ tháo bán cho các bác nhá. Ship hàng toàn quốc, các bác có nhu cầu thì cứ Ipeto ngay cho bên em. Kính thư các loại phụ kiện về thủy lực. Kính thư các loại nhá, Nhật, Trung, Nhật, hàng Nhật, hàng Trung Quốc các thứ là đầy đủ hết, rất chi là nhiều số lượng. Các bác có nhu cầu về các loại chạm nguồn xi lanh thì cứ liên hệ bên em nhá. Các bác xem được video thì ấn cho em xin một nút like và follow, đăng ký kênh ủng hộ bên em. Đấy, còn các bác cơ khí hoặc là các bác muốn mua về sửa chữa, mua về dọn lại để sản xuất thì bên em cũng bán cho các bác là giá là 16 củ một máy rồi nhá, 16 củ. Máy đang còn hai chi chất như đang còn như mới. Dàn nhiệt nóng rồi, đang còn sáng loáng ra này, chứng tỏ là máy chưa sản xuất nhiều các bác nhá. Các bác có nhu cầu thì cứ Ipeto ngay cho bên em nhá. Các bác xem được video thì ấn cho xin một nút like và follow, đăng ký kênh ủng hộ bên em. Em xin cảm ơn.